Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm 3 phó thủ tướng mới. Chiều 26 tháng 8, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phước và Bùi Thanh Sơn. Phó thủ tướng Hồ Đức Phước tiếp tục là bộ trưởng tài chính. Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp tục giữ chức bộ trưởng ngoại giao cho đến khi kiện toàn chức danh bộ trưởng ở hai bộ hiện tại là chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có thủ tướng phạm minh chính và năm phó thủ tướng gồm các ông nguyễn hòa bình, trần hồng hà, lê thành long, hồ đức phất và bùi thanh sơn ông nguyễn hòa bình 66 tuổi phó giáo sư tiến sĩ luật quê ở tỉnh quảng ngãi ông bình từng giữ nhiều cương vị trong ngành công an như là phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế bộ công an Ông sau đó làm phó bí thư, bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 8 năm 2011, ông làm viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và giữ cương vị này gần 4 năm trước khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ chánh án tòa án nhân dân tối cao vào tháng 4 năm 2016. Ông Hồ Đức Phước, 61 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tiến sĩ kinh tế. Ông này có thời gian dài công tác tại tỉnh Nghệ An, từng giữ chức phó chủ tịch, rồi chủ tịch thị xã Cửa Lò, phó chủ tịch, rồi chủ tịch tỉnh Nghệ An tháng 3 năm 2013, ông là bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. 3 năm sau, ông giữ cương vị tổng kiểm toán nhà nước. Từ tháng 4 năm 2021, ông Phất giữ chức bộ trưởng tài chánh. Ông Bùi Thanh Sơn, 62 tuổi, quê ở thành phố Hà Nội, thạc sĩ quan hệ quốc tế. Ông Sơn từ giữ nhiều chức vụ tại các cơ quan của Bộ Ngoại giao như là Phó Vụ trưởng, Phó Giáo đốc Học viện quan hệ quốc tế, Vụ trưởng chính sách đối ngoại, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao, cho đến tháng Giêng năm 2016, ông được phân công làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và giữ cương vị này gần 5 năm trước khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 4 năm 2021. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề dân chủ và nhân quyền thăm Việt Nam Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Ezra Zia phụ trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền sẽ thăm Việt Nam từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, mục đích chuyến thăm Hà Nội lần này của bà Zia là để nhấn mạnh tầm quan trọng quan hệ giữa hai nước nhằm đạt được mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Bà Zia sẽ gặp các quan chức cấp cao của Việt Nam để nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước hồi năm ngoái, bao gồm bảo vệ nhân quyền, tự do tín ngưỡng, bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, đề cập đến các vấn đề thách thức toàn cầu như buôn người, tội phạm xuyên biên giới. Cùng đi với bà Zia còn có quyền phó trợ lý ngoại trưởng Alison Peters. Nhân quyền là một trong 10 trụ cột trong quan hệ hợp tác giữa hai nước và cũng là vấn đề còn nhiều bất đồng giữa hai nước. Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Hà Nội về các vi phạm nhân quyền trong các năm qua, trong khi Hà Nội liên tục khẳng định luôn tôn trọng nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 27 tổ chức ở Washington DC vào tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Ezra Zia đã có bài diễn văn kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các tù nhân lương tâm, bao gồm nhà báo Phạm Đoan Trang, người đang phải chịu án tù 9 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 ở mức 6.1% và cảnh báo nợ xấu. Ngày 26 tháng 8, Ngân hàng Thế giới World Bank đã đưa ra dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm nay là 6.1%, nhưng cảnh báo rằng chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn là mối quan tâm. Reuters đưa tin Việt Nam, một trung tâm công nghiệp của khu vực, đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6.5% trong năm nay. Nhờ sự phục hồi bên ngoài như dự kiến và đầu tư công tăng từ mức tăng 5.05% của năm ngoái. Theo Ngân hàng Thế giới, với sự tăng trưởng xuất cảng liên tục và dấu hiệu phục hồi của bất động sản, nhu cầu trong nước sẽ tăng mạnh vào nửa cuối năm 2024 khi tâm lý của nhà đầu tư và người tiêu dùng được cải thiện. Ngân hàng Thế giới đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 6.1% trong năm 2024, cao hơn so với mức 5% năm 2023, sau đó tăng lên mức 6.5% trong các năm 2025-2026. Dự báo của Ngân hàng Thế giới giả định rằng tăng trưởng xuất cản sản xuất sẽ chậm lại trong nửa cuối năm nay sau mức tăng trưởng phục hồi 16.9% trong nửa đầu năm và nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm nhẹ vào năm 2024, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết chất lượng tài sản đã trở thành mối quan tâm đáng kể của ngành ngân hàng giữa bối cảnh nợ xấu và phạm vi bảo hiểm mất vốn vay ngày càng tăng vì mức nợ xấu đã tăng đáng kể từ 1.9% vào năm 2022 lên 4.6% tổng dư nợ vào năm 2023. Ngân hàng này cho biết tổng số nợ có vấn đề có thể lên tới 79% nếu bao gồm các khoản vay được tái cấu trúc và nợ của công ty quản lý tài sản Việt Nam. Ngân hàng Thế giới cũng dự báo tỷ lệ lạm phát chung của Việt Nam là 4.5% trong năm nay so với mức lạm phát là 3.2% vào năm ngoái vì giá lương thực cao hơn dự kiến sẽ tiếp tục. Tiếp theo là tin. Sài Gòn chính thức công bố dịch sởi Ngày 27 tháng 8, chính quyền thành phố Sài Gòn chính thức công bố dịch sởi trên toàn thành phố trước bối cảnh ca sởi tăng nhanh và đã có 3 trẻ em tử vong vì sởi. Thời gian xảy ra dịch là tháng 8 năm 2024 với quy mô toàn thành phố, nguyên nhân do virus sởi gây ra thành phố Sài Gòn sẽ thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bổ sung sởi rubella, không kể tiền sử tiêm chủng vaccine này trước đó cho tất cả trẻ em từ 1 đến 5 tuổi đang sống tại thành phố, đồng thời tổ chức thu dung, điều trị, chăm sóc, cách ly y tế và kiểm soát dịch tại cộng đồng theo đúng các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trước đó Sở Y tế Sài Gòn đã kiến nghị gửi chính quyền thành phố công bố dịch sởi trong bối cảnh số ca sởi tăng nhanh và đã có 3 trẻ mắc bệnh sởi tử vong. Theo thông tin từ Viện Pasteur Sài Gòn, tình hình bệnh sởi tại 20 tỉnh thành phố tại khu vực phía Nam Tính từ đầu năm 2024 đến nay, có chiều hướng gia tăng bất thường bệnh sởi đã được phát hiện tại các tỉnh thành như Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh. Tại Sài Gòn, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8, toàn thành phố phát hiện 170 trường hợp bệnh sởi tại 15 quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Trong đó có 57 phường xã có ca bệnh sởi và 10 quận huyện có hai phường xã trở lên có ca bệnh, gồm Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, quận 12, quận 6, quận 8, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Trong khi trước đó từ năm 2021 đến năm 2023, Sài Gòn chỉ ghi nhận một ca bệnh sởi. Lý giải nguyên nhân khiến bệnh sởi gia tăng, Sở Y tế Sài Gòn cho biết do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong năm 2020 đến năm 2021. Ngoài ra, do tình trạng gián đoạn cung ứng vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2022-2023 đã ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ bao phủ vaccine tiêm chủng mở rộng và vaccine sởi của các tỉnh phía Nam, trong đó có Sài Gòn. sau khi bị chỉ trích trên mạng xã hội, Đại học Fulbright được Bộ Ngoại giao Việt Nam ca ngợi. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 26 tháng 8 đã ca ngợi Đại học Fulbright Việt Nam là thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, như là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời hy vọng Đại học tiếp tục đóng góp vào sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác Việt-Mỹ. Tuyên bố chính thức này được đưa ra sau vài tuần trường đại học do Hoa Kỳ tài trợ bị mạng xã hội Việt Nam chỉ trích là nơi khuyến khích cách mạng màu ở Việt Nam là lò đào tạo phản động. Những chỉ trích này đã khiến đại học Fulbright Việt Nam phải lên tiếng phản bác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khi trả lời các câu hỏi của phóng viên về vấn đề này đã khẳng định Việt Nam hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam như đã được khẳng định trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Được biết, Đại học Fulbright Việt Nam được thành lập vào năm 2016 và có trụ sở chính tại thành phố Sài Gòn, trừ được cấp giấy phép hoạt động vào năm 2017 và khai giảng khóa đầu tiên năm 2018. Trường vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa sinh viên đầu tiên vào tháng 6 vừa qua với 128 cử nhân. Tiếp đến là tin Facebooker Phan Đình Sang bị tòa án tỉnh Hà Tĩnh kết án 6 năm tù. Ngày 26 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kết án tù 6 năm và 2 năm quản chế với ông Phan Đình Sang, 57 tuổi, với các buộc tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cáo trạng trước tòa đối với ông Sang được truyền thông nhà nước đăng cho biết, từ năm 2016 đến năm 2023, ông Sang đã tạo lập quản lý sử dụng 5 tài khoản mạng xã hội Facebook để tham gia các hội nhóm phản động chống đối trên không gian mạng. Cũng theo truyền thông nhà nước, trong thời gian sinh sống lao động tại Lào, do có tư tưởng bất mãn với chế độ, đối tượng đã đăng tải, phát tán, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phỉ bán chính quyền, cáo buộc đối với ông Sang thuộc Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Đây là điều luật đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là mù mờ và thường được dùng để bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Theo thống kê của RFA, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã bắt tạm giam ít nhất 8 người, kết án tù ít nhất 4 người khác theo điều luật này. Có nhiều tổ chức kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Hàng chục tổ chức, dân quyền và hội đoàn gốc Việt ở Hoa Kỳ vừa kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu viết tắt là EU không xem Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Lời kêu gọi này được đưa ra vài tuần sau khi Washington tiếp tục xác định Hà Nội là nền kinh tế phi thị trường dù Việt Nam đã cố gắng vận động để được nâng cấp nhóm 70 tổ chức ở Hoa Kỳ gửi bức thư đến Ủy ban Âu Châu, cơ quan hành pháp của Liên hiệp Âu Châu vào ngày 20 tháng 8, trong đó họ nêu ra rằng Chính quyền Việt Nam gửi yêu cầu tới Liên Hiệp Âu Châu để xóa Việt Nam khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Nhưng họ muốn Liên Hiệp Âu Châu bác yêu cầu này của Hà Nội. Ông Trần Quốc Hưng ở Texas, đại diện của Liên minh vì dân chủ cho Việt Nam, một trong những tổ chức ký tên trong thư cho biết, Trước khi Việt Nam bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ từ chối công nhận nước này có nền kinh tế thị trường, thì họ đã có ý định gửi yêu cầu đến Liên Hiệp Âu Châu về việc xóa Việt Nam ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Lá thư này có mục tiêu là giải thích cho Liên Hiệp Âu Châu biết là đã có quyết định như vậy từ phía Hoa Kỳ và hy vọng Liên Hiệp Âu Châu sẽ từ chối cứu xét đơn xin của Việt Nam. Ngày 2 tháng 8, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ thông cáo nói rằng. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xếp Việt Nam thuộc diện quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Quyết định này đã gây thất vọng cho Hà Nội. Theo Cục phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam, cho đến nay các thị trường lớn của Việt Nam như là Hoa Kỳ hay Liên hiệp Âu Châu cũng giữ nguyên quan điểm xem Việt Nam là kinh tế phi thị trường. Hà Nội kỳ vọng rằng nếu được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu công nhận là kinh tế thị trường sẽ có ý nghĩa rất lớn cho các ngành sản xuất xuất cảng của Việt Nam, bao gồm việc doanh nghiệp Việt sẽ không chịu bất lợi khi đối mặt với các vụ kiện chống trợ cấp và chống bán phá giá. Việt Nam gửi lô vaccine ngừa tả lợn châu Phi sang Philippines. Ngày 29 tháng 8, báo chí trong nước đưa tin Việt Nam sẽ gửi 150.000 liều vaccine ngừa tả lợn châu Phi sang Philippines. Và ngày 29 tháng 8, nhiều loại vaccine này vẫn chưa được quốc tế công nhận. Hồi tháng 7 năm ngoái, Việt Nam đã phê duyệt việc dùng vaccine tả lợn châu Phi do công ty cổ phần AVAC Việt Nam, viết tắt là AVAC Việt Nam JSC, sản xuất trong nước. Đây là vaccine phòng ngừa bệnh tả lợn châu Phi đầu tiên trên thế giới. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Văn Điệp, tổng giám đốc Avac cho biết lô hàng đầu tiên này nằm trong số 600.000 liều vaccine do chính phủ Philippines đặt hàng. Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổ chức Thú y Thế giới WHOAH đã cảnh báo loại vaccine do Việt Nam sản xuất cần phải có thêm thử nghiệm và công ty sản xuất cần cung cấp thêm đủ dữ liệu về loại vaccine này cho các cơ quan nghiên cứu của thế giới. Một tài liệu của chính phủ Việt Nam được Reuters trích dẫn hồi tháng 7 vừa qua cho biết, Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng ở Việt Nam và nhà cầm quyền Hà Nội đã phải tiêu hủy 42.400 con lợn bị nhiễm bệnh trong năm nay. Con số này cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tả lợn châu Phi đã từng gây gián đoạn đối với thị trường thịt lợn trị giá 250 tỷ đô la toàn cầu. Đợt dịch nặng nề nhất là vào năm 2018 và 2019, với khoảng một nửa số lợn nuôi đã bị chết ở Trung Cộng. Nước sản xuất nhiều thịt lợn nhất thế giới, gây ra tổn thất ước tính khoảng hơn 100 tỷ đô la. Google có thể xây dựng trung tâm dữ liệu lớn tại Việt Nam theo tin từ reuters google đang cân nhắc xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn tại việt nam và nếu thành hiện thực đây sẽ là khoản đầu tư đầu tiên của một hãng công nghệ lớn của hoa kỳ vào quốc gia đông nam á này một nguồn tin biết về các kế hoạch này cho hãng tin anh biết rằng google thuộc tập đoàn công nghệ đa quốc gia alphabet đang xem xét thiết lập một trung tâm dữ liệu rất quy mô gần thành phố sài gòn trung tâm kinh tế phía nam của việt nam Khoản đầu tư mà nguồn tin không nêu rõ quy mô được xem là một cú hích cho Việt Nam, mà đến nay vẫn chưa thu hút được nguồn vốn nước ngoài lớn vào các trung tâm dữ liệu do cơ sở hạ tầng không đồng điều. Trong khi các công tin công nghệ lớn thích đặt trung tâm của họ tại các quốc gia mà Việt Nam phải cạnh tranh trong khu vực. Không rõ là Google sẽ đưa ra quyết định đầu tư nhanh đến đâu, nhưng nguồn tin cho Reuters biết rằng các cuộc đàm phán nội bộ đang diễn ra và trung tâm dữ liệu có thể sẵn sàng vào năm 2027. Theo ước tính dựa trên dữ liệu do công ty tư vấn bất động sản John Slang LaSalle công bố trong báo cáo năm nay và các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được Reuters trích dẫn, một trung tâm dữ liệu siêu quy mô có công suất tiêu thụ điện năng là 50 MW để có thể có giá từ 300 triệu đến 650 triệu Mỹ Kim. Theo ghi nhận của Nikkei Asia, vào tháng 5, tập đoàn thương mại điện tử trung cộng là Alibaba cũng có kế hoạch xây dựng một trong trung tâm dữ liệu ở Việt Nam. Hồi tháng 5, Google cho biết họ sẽ đầu tư 2 tỷ Mỹ Kim vào Malaysia để phát triển trung tâm dữ liệu và Google Cloud đầu tiên trong khu vực. Mở đường bay thẳng đầu tiên từ Sài Gòn tới phi trường khó hạ cánh nhất thế giới. Bhutan Airlines vừa thông báo từ năm 2025, hãng sẽ khai thác 20 chuyến khứ hồi giữa phi trường Tân Sơn Nhất và phi trường Baro Bhutan mỗi năm. Phi trường Baro nằm ở độ cao hơn 2.400m so với mực nước biển và được bao quanh bởi những ngọn núi cao tới gần 5.500m. Đây được mệnh danh là một trong những phi trường nguy hiểm, khó hạ cánh nhất thế giới vì đường băng ngắn. Các máy bay phải hạ cánh trong điều kiện gió thổi mạnh qua thung lũng, dễ dẫn đến những nhiễu loạn. Giá vé khứ hồi từ Sài gòn Putan dự kiến là 1.050 đô, tức hơn 26 triệu đồng một vé, cho hàng thương gia, và 900 đô hơn 20, 22 triệu đồng một vé cho hàng phổ thông, bao gồm tất cả các loại thuế và phí. Ông Bema Nadik, giám đốc điều hành Bhutan Airlines cho biết, việc mở chuyến bay thẳng cố định này là chiến lược của hãng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng của người dân Việt Nam và Bhutan. Hoạt động này không chỉ tăng cường kết nối, hợp tác du lịch mà còn có ý nghĩa là mở ra cánh cửa mới cho sự giao thương, trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia. Các chuyến bay sẽ được khai thác bằng máy bay Airbus A319. Trước đây, để đến được Bhutan, du khách Việt phải bay nối chuyến hoặc quá cảnh tại Thái Lan hoặc Ấn Độ.